Rồi, hello, chào cả nhà, Dụng cụ 24 chào anh em nha. Thì hôm nay anh em thấy trên cái bàn của mình nè ha, trên cái màn hình đây là một cái bộ, nguyên một cái bộ, một thùng đồ nghề luôn của Subatun. Và đặc biệt cái thùng đồ nghề Subatun này là đồ cổ như anh em, chuẩn nội địa ngày xưa đó. Bây giờ anh em kiếm khó, rất là khó luôn. Làm Subatun ngày xưa làm rất là chất lượng, phải nói là xịn. So với những cái hãng khác thì KTC gì đó thì nó có lẽ là cái này nó ngon hơn nhiều ha, tức là đồ cổ á, ý mình đang nói là đồ cổ nha, đồ cổ á. Thì mình sẽ có nguyên cái khùng này, đáng lẽ mình bán nguyên một cái thùng như thế này, nhưng mà nguyên cái thùng như thế này thì anh em mua ngán tiền quá. Rút kinh nghiệm nhiều lần á, là mình có khui bán nguyên thùng nhưng mà rất là chậm, không ai mua ha, bởi vì nó nặng tiền, cho nên mình xé ra mình bán từng món một trong này. Anh em nào có nhu cầu món nào thì mình lấy món đó. Thì bây giờ mình trước tiên nè, bây giờ mình sẽ lấy từ cái này ra, trong này ra bộ đồ nghề. Đây là cái năm cây dũa của hiệu Subosan ha. Thì trong thùng đồ nghề nó sẽ mỗi thứ nó một cái dũa nè, rồi cà lê một lớp vân vân. Thì trước tiên là dũa mới, năm cây mới luôn ha. Đó, đẹp dữ dằn không? Đây nó sẽ có là dũa ba cạnh nè, giữa vuông nè, giữa tròn nè, giữa bán quẹt nè, giữa dẹp nè. Cái này mình bán, cái bộ này mình bán giá 450 ngàn. 450 ngàn, mã đặt hàng của nó là S9 ha. S9, 450 ngàn cho sản phẩm này. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha nè, chưa phí ship. Tiếp tục là một cái sản phẩm này. Sản phẩm này là một cái cà lê đuôi chuột số 13. Số 13 anh em sử dụng nhiều nè, của hãng Subatun nội địa luôn. Đây là dòng cổ, cũ rồi đó. Số 13 đây, mỗi ở đây mình được 2 cây ha, số 13 không à. Chỉ một số duy nhất thôi nha, mà hai đầu 13. Nó sẽ không có cái lẫy ở đây. Anh em muốn dặn theo chiều nào thì anh em bả đảo ngược lại. Cái này S14, S14 giá của nó là 250.000. 250.000 ha, giá chưa phí vận chuyển luôn nha anh em. Nè. Mới toanh, mới căng xà beng luôn. Rồi, S5. S5 là một cái búa của hãng OH. OH ha. Búa OH mới chát luôn, chưa sử dụng nha. Nói chung là nó sẽ có những cái vết bẩn và có vết chạy. Có sử dụng rồi nè. Có đóng đóng sơ nha. Thì cái này bán giá là 350 ngàn ha, búa cao su hai đầu của hãng OH. Cái này nó cân nặng khoảng là, đây là 450 gram nè, 450 gram ha. Cái bạn này bằng ngang khoảng 35 ly. Này là S5 nha, mã đặt hàng là S5, 350 ngàn. Tiếp tục là mình có cái kìm nhọn của hãng Subatun luôn. Nói chung là nguyên cái thùng này là đa số là Subatun, thùng đồ nghề của Subatun mà. Đây, kìm này thì mình thấy là nó có sử dụng rồi, có sử dụng rồi, thấy không ta, em thấy không đó ha. Kích thước là 150 mm nè, chuẩn giết cũ nè ha, có lỗ tuốt luôn nha, có lỗ tuốt điện luôn, made in Japan. Cây này giá của nó là 180 ngàn, chiều dài 150, S10, S10. Một cặp đục bê tông, cục dẹp, đục dẹp đó, một cặp mình bán một cặp luôn, tại vì hai cây này, một cây lớn cây nhỏ. Cái này thì chiều dài của nó là 2 tấc ha, 2 tấc. Cái đường kính nó 22, cái này đường kính nó khoảng 16 á đó. Hai cây nó, một cây lớn cây nhỏ nè. Thì cặp này mình bán giá là 250 ngàn, S15, S15, 250 ngàn cho cái cặp này ha, giá chưa có phí vận chuyển nha. Một cái mullet mới toanh luôn của Hit nha, hàng Hit là hàng xịn nha anh em, hàng Hit là hàng nằm cũng hàng top luôn á. Hiện tại là Hit là, mà không biết ở Việt Nam mà chưa có ai phân phối hay sao á. Nói chung là giá nó cũng khá là chát. Cà lê của mullet răng của Hit cũng là hàng xịn đó, xài anh em xài không biết bao giờ mới hơn được Hit ha, nội địa Nhật, Japan nè. Cái này 300 mm nha, 300 mm. Chiều dài của nó là 300 mm. 300 mm thì nó mở chắc khoảng được là, để mình đo thử này. Hôm nay cái máy quay của mình nó hư, cho nên là mình sẽ sử dụng cái điện thoại mình quay, nó hơi bất tiện tí xíu. Lấy nét không được chuẩn. Đây, cái mở được tối đa là 46 ly, 46 47 ly ha. Giá của cây này là 570, có 500 phải không? 500 ngàn.
S7 500 ngàn cho sản phẩm này ha. À, mỗi lít răng mới 100% nha. À, tiếp tục là cái mỗi lít răng của hiệu Hit luôn. Cây này thì nhỏ nè, dễ thương. Cây này 250 ml, cũng chưa sử dụng luôn. Của Hit luôn. Mình mở ra cho nó mở tối đa là bao nhiêu. Có những cái mỗi lít nó cũng là kích thước 250 nhưng mà nó mở nhỏ hơn. Cái này mở cũng được là 40 mấy luôn anh em ơi, 46 47 ha. 250 ml, cái này mình bán giá là 370 ngàn, chưa sử dụng nha. S6 370. Rồi thêm một cái mỏ lết của Hit luôn nè. Đó, cái chữ tròn này tức là cái mẫu cũ ngày xưa đó. À, mẫu mới bây giờ nó chỉ có chữ Hit thôi, tức là nó lược bỏ chữ tròn. Hai con này là đề cổ nè, cho nên nó sẽ còn chữ tròn Hit. À, chuẩn xích này ha, xích nhật cũ 300 ml nè, 300 ml, rất là đẹp luôn. À, nó có sử dụng rồi nha nè, cái miệng của nó thì nó hơi bị giấy chút xíu thôi à. Nói chung là còn rất là đẹp luôn nè, không có chuyện cơ lắc à, hàng mới mà hàng đẹp mà. Cái này mình bán giá là 450 ngàn ha, S4 450. Cái kìm răng của Subatun đây, chuẩn nội địa Nhật cũ nha, cái này chưa có sử dụng nha. Cái này kích thước của nó là 175, cái này mình không nhớ không làm là nó giá hàng mới nó khoảng 400 mấy chục ngàn á ha. Ở đây mình bán cây này 300 ngàn, hàng chưa có sử dụng, cán cực kỳ dày, Subatun rất là ít gặp cái kìm điện này. S12 giá 300 ngàn, kìm mỏ quạ của Subatun luôn nè nè. Nhưng mà anh em thấy không, cái kìm mỏ quạ này là đời cũ cho nên nó sẽ có chuẩn zig và nó có đóng máy Japan. Cái đời mới bây giờ nó không có dấu zig này và nó không có đóng máy Japan ở đây, nó làm không có sắc sảo bằng cái đời cũ. Đời cũ nhìn rất là đã đó ha. 250 ml chiều dài. Giá của cây này là mình bán là 250 ngàn, S1 250 ngàn cho sản phẩm này ha. Và giá này là giá chưa có phí ship nha, chưa phí ship. Rồi thêm một cái mỏ lết lobster nữa nè. Cái mỏ lết lobster này 200 ml, đời cũ nha. Đời cũ là anh em biết gì không, cái chữ nè, anh em nhìn cái phông chữ á, cái đời mới là cái phông chữ này, cái logo chữ này nè, nó bự hơn, còn cái đời cũ nó sẽ nét hơn, nhỏ hơn nè. Made in Japan, thép là thép Ceramore. Cái này thì có sử dụng rồi, không bị gơ lắc nha nè. Đó, cái này mình bán giá 250 ngàn cho sản phẩm này. S13 250. À, một cái bộ lục giác của Asahi à, gồm có các số là 8, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1.5, Made in Japan, hàng xịn luôn nha anh em. Asahi là đồ xịn không à, đồ đã lắm. Rồi 250 ngàn, S8 450 ngàn. Búa bi à, hiệu Osaka Tanko nè, hàng đều nội địa. Cái này cân nặng khoảng 650 gram, cả cán luôn. Giá của cái này là hàng chưa sử dụng nha anh em, giá 300 ngàn. S2 300 ngàn. Cái cây này mà anh em mua mới luôn, ở bên mình vẫn có bán là hình như là nó tới 600 mấy 500 mấy gì qua này. Mua cái này là rẻ lắm. Đây nè, cái cây này mới giữ nè, cái cây này mới giữ nè, mình bán cây này mắc tiền. Cây này tính ra mình bán cũng không mắc lắm đâu, 350 ngàn. S3. Tại sao cái cây này mình bán mắc và cái giá trị của nó, nếu mà anh em mua mới cái cây này rằng có triệu bạc ha. Đó là cái cây búa mỏ này nó gõ sĩ hàng nè. Nhưng mà đặc biệt cái cây này là hiệu Pelan. Pelan này là một cái hiệu, cái búa này nó không chất liệu, nó không phải là chất liệu bình thường nha anh em, không phải là thép bình thường, mà nó là hợp kim đồng thau. Nó sẽ không có bị rỉ sét, xài anh em không bao giờ bị rỉ sét. Và đặc biệt nó sẽ sử dụng trong cái môi trường không có cái môi trường cháy nổ đó, thì cái này nó không tạo ra tia lửa điện. Anh em gõ cỡ nào gõ, cái này nó không tạo ra tia lửa điện. Ở đây là nó phủ cái màu đen bên ngoài thôi nha, nhưng mà thực chất của nó là cái màu màu đồng thau á, nó là gọi là hợp kim kiểu như là nó lai cái màu đồng với cái gì nữa đó. Nó cứng, vừa thứ nhất là vừa cứng, thứ hai nữa là nó không có bị tạo ra tia lửa điện ha, không bị cháy nổ đó, không bị sét luôn. Cái những cái sản phẩm này rất là mắc tiền.
chiều dài à, cái này mình bán 350 ngàn, cái này anh em sưu tầm đi ha, rất là hiếm luôn, rất là hiếm những cái cây như thế này, 350 ngàn. S3 350 ha. Rồi thêm một cái đèn pin nè, một cái đèn pin của hãng Gentot ha, Gentot, một cái thương hiệu xịn của Nhật về chuyên về đèn. Đây là một cái đèn pin thân nhôm đó. Nè, có hai mức cái gì, một mức anh em. Đây nó sẽ sử dụng 3 pin tiểu nhỏ. Cái này nó có chế độ chống nước nha, tại vì nó có cái ấy nè, cao su đây nè. Đó. 3 cục pin anh bỏ vô đây, xong để vô đây thì nó sẽ sử dụng thôi, bóng led. Rất là bền. Chất liệu là bằng nhôm, vỏ nhôm. Cái này mình bán 300 ngàn, S11, 300 ngàn cho sản phẩm này ha, rất là dày nha. Rồi, một cái combo, một cái bộ nữa, cái số này nữa, đó là một cái bộ tô vít đóng. Vít đóng, chưa sử dụng nha anh em, hoàn toàn chưa sử dụng luôn nè, mới chát luôn. Rồi có là pH 3, tương ứng với nó là sẽ trừ 8 quá. Đó. Rồi pH 2, tương ứng với nó phải là -6. Và pH 1, tương ứng với nó là -4, -5 gì đó. Đầu vít đóng hết, chưa sử dụng, của hãng Sinlas, Sinlas nội. Đây, Made in Japan nè, Sinlas ha. Đó. Thì cái bộ này mình bán giá là 600 ngàn, S16. S16 giá 600 ngàn cho cái bộ này ha. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha. Rồi, bây giờ là cuối cùng nữa anh em. Cuối cùng cái hai cái bên đây. Đây nè, anh em thấy không? Cái bên đây là cái rồi, bộ này nó có các số nè anh em. Số là 24, 22 nè. 26, 23, 22, 24 nha. Rồi cái này 21, 19 nè. Cái này là 10, 14, 17 nè. 14, 17 ha. Rất là đẹp luôn. Bộ này nó cực kỳ xịn. Cái bộ này á, so với cái bộ mới bây giờ không có bằng. Bộ mới bây giờ không có bằng bộ này đâu. Bộ này nó đẹp lắm. Anh em kia mua về là nhìn thích liền. Đây là số 12, 10, rồi 13, 11 ha, của hãng Supertool. Tổng cộng là cái bộ này nó có 6 cây nha. Bộ này 6 cây. Nè, anh em nhìn kìa. Làm rất là sắc sảo. Japan. Đã lắm. Nói chung là bộ này rất là nhìn vô là mê liền. Nó chưa có sử dụng nha anh em. Thì cái bộ này mình bán giá 1 triệu... triệu mấy đây nè. Đó là 1 triệu... triệu 2, triệu 3 vậy em. Đây, 1.3 triệu, 1.3 triệu cho bộ này nha. Nè, anh em nhắn mã S17, 1.3 triệu nha. Nó lấy nét khó quá. S17, 1.3 triệu, giá chưa có ship nha, chưa ship. Tổng cộng là 6 cây cho bộ cờ lê này. Qua tới đây là mình sẽ có cái bộ này. Cái bộ này là cái bộ đầu bộ khẩu. Đó. Thì cái bộ này nó có nhược điểm là tại vì nó để trong cái thùng đồ nghề, cho nên là mình không có cái hộp. Mình sẽ để anh em về anh em bỏ trong tủ rồi được ha. Hoặc là thùng đồ nghề đó. 1/2 à, của Supertool. Anh em thấy là mỗi sản phẩm của hãng nó đều để cái đóng cái chữ Made in Japan. Đây là đời cũ ha. Nè xem nè. Nó có dấu zip chuẩn cũ luôn. Rất là đẹp nha. Thấy anh em thấy không ta? Để mình chấm vô đây. Nó sẽ lấy nét hơi khó tí xíu. Hôm nay cái máy quay của mình nó bị trục trặc rồi, cho nên mình sẽ quay bằng cái điện thoại, nó khó nhấy chút xíu. Thấy không? Rồi, đặc biệt là cái này thép Ceramore nha, Ceramore 1/2. Đó, đây chúng ta sẽ có một cái cần nè, 1/2 ha. Một cái cần nó dài nè, ố một cái cần lực bình thường nè. Của Supertool luôn. Nó khác cái đời mới bây giờ, anh em thấy là đời mới nó sẽ không có đóng chữ Made in Japan. Hôm nay đóng nè, à, đã không? Ceramore ha. Rồi một cái nối nè, mỗi cái đều đóng chữ Made in Japan rất là sắc nét luôn. Cái này có một cây trượt, cái cây thanh trượt cắm đây nè, cắm đây dặn. Và đây là những cái đầu khẩu ở trên, mỗi cái này nó chưa sử dụng hết nha anh em, chưa cái nào sử dụng hết, mỗi cái đều để Made in Japan hết luôn và làm rất là sắc sảo. Ở đây nó có số là 32 nè, 32 rồi 30 nè, 30 rồi 27 nè,
27 rồi 26 nè. 26 rồi 24 nè. 24 rồi 20 22. Nói chung là đủ số. 23. 21. 19. 17. 13. 14. 10. 12. Và cuối cùng là, tức là cái này là nhỏ nhất là 10 á. Cuối cùng là bao nhiêu đây? 10, 11 ha. Nhỏ nhất là 10 nha anh em. Nhỏ nhất 10 là lớn nhất là 32 nguyên cái bộ này. Đã vô cùng. Thì cái bộ này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu rưỡi cho bộ này. S 18 2 triệu rưỡi ha. Còn cái thùng bên ngoài, cái thùng bên ngoài thì mình bán là 1 triệu rưỡi cho cái thùng bên ngoài này. Một thùng, cái thùng không nha. Cái thùng không là 1 triệu rưỡi. À, cái kích thước của nó, để mình đo kích thước nha. Mình đo kích thước. Chiều dài là 41 ha, 41 cm. Chiều ngang của nó là được là 21 cm. 22. 21 mấy đó, là 22 ha. Chiều cao lên thì được là khoảng 20. Đó. Khoảng 20. Rất là đẹp, ở trong ở dưới này nó còn mới, và cái thùng về ở phía đáy nó cũng còn mới chắc à. Rồi, thì anh em đặt hàng có món nào, thích món nào thì chốt ngay, điểm thôi là kẻo lỡ nha, tại vì lưỡng lự là hết trơn đó nha. Rồi, cảm ơn anh em nha, chào anh em, chào cả nhà.